Xin chào các bạn đã đến với buổi livestream tại Viện Thẩm mỹ Korea với phương pháp Martin Lipo Super Advanced. Và hiện nay các bạn đã được theo dõi, chị Hà đang thực hiện liệu trình chạy máy Martin Lipo để giúp cho phần cơ cũng như là phần mỡ của mình nó săn chắc hơn. Và nó phần làn da của mình sẽ càng ngày càng săn chắc hơn với phương pháp chạy máy Martin Lipo nhé. Và đây là buổi thứ 10 hỗ trợ cho chị đúng không ạ? Và bây giờ các bạn có thể thấy là hình ảnh của chị Hà trước khi đến với Viện Thẩm mỹ Korea thì vùng mỡ sẽ như thế nào nhé. Đây, các bạn có thể thấy là với vùng mỡ của chị Hà thì sau khi mà đã sinh sản lần đầu tiên, đứa con đầu tiên thì chị Hà có một cái vết mổ phía dưới này nên làm cho cái phần mỡ này nó đổ xệ rất là nhiều và chảy ra rất là không mất cái vẻ thẩm mỹ của nó. Thì hiện nay các bạn có thể thấy là đây là hình ảnh thực tế của chị Hà nhé. Hiện nay chúng ta có thể thấy là với cái ngày thứ 10 như thế này thì cái phần làn da của chị Hà đã cải thiện rất là nhiều rồi. Phần khi mà chúng ta đổ, khi mà chúng ta đào thải mỡ rồi thì phần da của chúng ta không hề có một sự chảy xệ nào hết và da chúng ta hoàn toàn là săn chắc. Thì các bạn có thể thấy khi mà bác sĩ test cho chị Hà về cái độ đàn hồi của da thì độ đàn hồi của da hoàn toàn là tốt, cũng như các sợi collagen và elastin được sản sinh ra rất là ok. Chị có thể cảm thấy là hài lòng với cái ngày thứ 10 này của mình, khi mà mình đã đào thải mỡ rất là nhiều mà da bụng mình vẫn còn săn chắc, cũng như là mình đã có hai cái hõm eo rồi, thì chị có thể cảm thấy như thế nào ạ? Mình cảm thấy rất hài lòng về... Và ngày đầu tiên hình như là chị vẫn không tin là sau khi chị giảm cân nhiều như thế này mà da bụng chị được như thế này đúng không ạ? Đúng rồi. Nên chị hoàn toàn là hài lòng đúng không ạ? Đây, các bạn có thể xem lại một lần nữa nhé, của chị Hà về hình ảnh của Hà trước khi đến với Viện Thẩm mỹ Korea, vùng da chảy xệ như thế nào. Và đến như bây giờ thì sau khi đào thải một khối lượng mỡ khá là lớn, sau năm đào thải tầm 5 kg thì vùng eo cũng như là vùng da bụng của chị Hà hoàn toàn là ok và hoàn toàn là săn chắc. Và nếu như bạn nào vẫn còn đang lo lắng về vấn đề là chúng ta giảm một khối lượng mỡ quá lớn trong vòng 5 đến 7 ngày hoặc 10 ngày với phương pháp Martin Lipo Super Advanced thì các bạn có thể tự tin hơn để đến với Viện Thẩm mỹ Korea để chúng ta có thể lấy lại một vòng eo săn chắc gọn gàng cũng như là một làn da khá là mịn màng như thế này sau khi mà chúng ta giảm mỡ các bạn nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream lần sau của Viện Thẩm mỹ Korea.